Rồi chào tất cả các bạn nha. Hứng lên là làm. Bữa nay hứng lên là làm. Mấy bà này nhức đậu quá đi chứ. Đố mấy bạn với hai bà này đang làm chuyện ác gì đây? Đang bào dừa nè. Biết là đang bào dừa mà làm cái gì, món gì cũng được chứ. Bữa nay dặn như mấy anh em đây cũng rảnh bạn ơi, không phải rảnh gì nhưng mà cũng buồn buồn nè. Đâu bà ba văn hộp á. Bà ba hay là bà mình không? Bà ba. Bà ba văn hộ. Ờ bà không biết đâu đi nó chung chuối đâu tự nhiên trời rơi xuống bạn. Nguyên được nồi và chú già rồi nói chung là chú trên trời rơi xuống bả lụm nguyên buồn xuống đây nè. Còn dừa này là trên ngọn rớt xuống đó nè. Dừa này có không biết tờ đen. Biết rồi biết rồi. À, nó chơi với chút xíu nữa mình với đại ca Lộc đi thả lưới cá mè Vinh. Dạng nước nó cũng còn đang chảy mạnh mà cũng đang ca nước nè. Nên ở đây đợi bà ba giang hồ với bà nương làm món dừa. Biết là cần nói. Ồ dừa này dừa cứ cãi luôn. Quách chuối là hết bài luôn. Thấy cái nồi chuối ăn chín rồi đó. Thơm phức rồi nè. Này chú già, chú già còn sống á, mình nấu mình quách dừa. 1 2 5 10 khui, da nóng quá. Ủa, nó nóng nội nó nóng. Hồi nãy bà hai cốt cán cá mình xíu rồi bà thua rồi đó. Mình đi xuống đây mình đâu có biết mấy bà đang làm gì đâu mà mình nghi lắm chú quách dừa. Mấy bà này hỏi mình làm món gì? Nghi ngờ lắm, nghi mấy bà bữa nay làm chú quất dừa lắm. Giờ bà ba giang hồ bà gắt ra đường lên nè, bắt đầu quất muối chứ, quên tranh thủ là tới nước giang rồi bạn ơi. Còn một đống này nè, bà, hai bà này ưu tiên cho hai anh em mình dữ lắm. Không thôi ra ngoài nha, mà chữ tao chuối cũng không to. Tranh thủ làm cho hai anh em nó ra ngoài vừa thả lưới trong lúc mà đợi nước luôn, ngồi ăn cho đỡ buồn. Thì lưới cái mà dinh này thường là tầm nửa tiếng mình cuốn rồi. Còn một đống chú nè làm giữa chừng tranh thủ làm xong đi hai anh em ra văn lưới tranh thủ bào cái gì ngọt ngọt béo béo à nhức nách hả đây đây là cho em bóp cho trời ơi ta đâu bóp vô vừa khẩu dám ăn luôn à nãy mới bóp bóp cái gì giờ đâu bóp bóp chưa bóp gì hả không biết à không về nhà hai ngày nay rồi bà ơi thiệt không không về xuống đây hai ngày rồi mà thiệt nó không bóp không à xong luôn chuyên môn rồi nước nó đứng rồi kìa tranh thủ lá kìa nước ngồi chả nước luôn vậy dân hồi đổ vô cái khác kia tôi mình ép thêm thôi ăn hết này đi hồi hai lăm nữa ôi không ế đâu được. Ăn đâu có hết sao vậy bà hờ rồi rồi thôi giờ mấy anh em đi thả lưới bạn ơi tới nước rồi nước nó không yếu rồi nói cho cái món dừa này. Thank you.
Giấc chiều này là thả cái mì dinh là đúng bài luôn bạn ơi. Mặt trời vừa chuẩn bị xuống nè. Giờ này cũng gần 5 giờ rưỡi rồi. Bữa nay lạng quạng là gỡ cá mỗi tay thiệt chứ không phải chơi đâu. Nhức sẩm gì hơn mà. Ở lưới cái mì dinh mắt trời này cá nó đi lửng á, dính mê lắm. Còn xa xa dưới kia là hai chồng chú Bủ đó, rồi đại ca Hồng với con Beo cũng đang quay clip dưới á, cũng đi thả lưới cá mì dinh đó mà. Bữa nay không được nước dân lưới neo, bởi vì mấy anh em đây thả lưới cá mì dinh đồng loạt hết á. Ủa xa xa kia con cào à, nó còn trắng chà bá lửa giữ lục bình luôn ha. Ủa quăng phào lía lịa hết trơn á. Cái xuồng này ổng chinh chiến không biết bao nhiêu năm nữa, ăn cổ của ổng đó, 60 năm cuộc đời ăn cổ của ổng. Vậy là xong 240 mét ghẹt ghẹt. Giờ là hai anh em mình chỉ ngồi đây gọi là chờ thời đó. Ủa bây giờ mặt trời bắt đầu nó xuống sáng mặt nước rồi. Mới có đâu 15 phút gì mà nhanh ghê. Nước này ngon quá ông Lộc ơi. Chắc như gỡ cá mỗi tay thiệt rồi ông ơi. Xình 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 lết lết kiểu này. Mát trời kiểu này. Hết bài luôn. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều được hết trơn đó. Không biết sao đây. Không mà thả lưới cái bài dinh nào giờ ít khi nào bể đầu. Hình như không có chuyện đó đâu. Tại lắm phải ký gửi 2 ký. Nhất là giấc chiều này khả năng mà xác sức mà bể đầu nó không có. Gọi là không có luôn 0% á. Tại lắm cũng phải 3-4 ký. Nào giờ mình đi nước chiều này lúc nào cũng vậy chứ. Lúc nào anh em mình thắt lắm cũng phải 3 ký. Trong thời gian chờ đợi mời cả nhà luôn. Nãy tẩu luôn bà ba giang hồ được nguyên tô nè. Anh em ngồi ăn lai gai đó. Buồn miệng. Chắc tầm nửa tiếng á. Mình chơi cái bát đi. Đánh thằng ơi, trời cỡ đó đó ông Lộc. Ăn về nó mới ngon. Thứ gì cũng nổi bạn ơi. Hết sảy còn mà bảy luôn. Ngọt ngon. Nó có một vị mặn mặn con muối. Với vị béo quá, vừa cứng cại không. Ăn vậy nó béo. Có gì hẹn bạn xíu nữa nha. Cũng đầu tầm nửa tiếng gì đó mấy anh em bắt đầu cứu lưới. Một trời huyền huyền áo áo. Giờ bắt đầu mấy anh em mình bắt đầu cuốn lưới thôi bạn ơi. Vỡ đục cái trước chứ. Vỡ đục trước. Ủa sao không xảm giờ không sợ. Xuồng không mà dân chơi sợ gì mưa rơi trời sám đục trời sám đất cá nãy cho bả đó à. Mở luôn đục về sẵn bạn ơi. Chặt chăn có cá không hãy tự tin ra thả lưới mà dính phải vậy chứ đầy tự tin. Giờ ở sông Tiền này nếu mà thả lưới cái mà dính không có cá nữa bây giờ mình không biết dân lưới dân câu nào mà có cá được luôn á. Cái xuồng của anh Lộc cái bè anh hơi cao quá bởi vì quay phim đôi khi nó hơi khó khăn chút xíu. Đậu nè lên hàng lên cái phèn bắt đầu mới có cá. Rồi vợ trời chưa lên phèn lên cá kìa cá tốt dài 6-7 ký. Con đó bữa nay em đem về gom gom ướp đá chiên trộn gỏi. Giọt. Bữa nay khả quan lắm không? Phen chưa lên mà cá lên rồi đó. Thường cái phen là cái phen đầu là nó chặn cái tay lưới mình xuống, nó căng mặt lưới thì lúc đó mới dính cá. Còn mấy cái tùng này nè, là nó xuống khi mà thả xuống nó không căng nữa, là cái lưới nó phình lên gì nè, cá đâm ít nào dính lắm. Bởi vậy thường có câu mình nói là có phen lên phen bắt đầu lên cá là vậy. Đó, lên có phen rồi đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy liền. Thấy liền. Ồ, bạn ơi, vừa lên cái khoang là hốt hàng liền, rảnh. Tươi xanh như nào cách. Còn nữa nè. Kìa, nữa kìa. Không phải ngoài bị liệu không ơi. Cái dây gì trắng trắng á. Tưởng đâu cá không. Đó. Mê chưa. Ủa dảnh còn nào nấy nái nái ông nội đá nhìn nó phê gì đâu chứ. Mơn mởn vô. Mới một phao thôi là 3 con ha. 2 con mà dinh, con dảnh, con tóp.
Nguyên cái ghe gì đó chạy băng băng vô trong bờ đó trời. Cát nào mới đậu vô đó trời. Nào giờ thấy tình trạng này. Còn gì nữa giống cái tóp của ông Lộc. Không kìa, dưới kìa. Biết ngay ông ơi. Cá tóp. Nói ẩn trắng trắng lên. Trời ơi, ủa dảnh dưới nước kìa. Ủ đá trời. Lưới đi vậy mà dảnh làm tốt cho nhìn phao. Chiều nó lên. Chiều nó đi lửng quá trời lửng. Này bữa nào ông giang hồ không? Không sợ mưa gơm đi hai sải thôi. Hai sải đi chắc này cho sẽ chở ấy nè. Có ngày mai á. Ừ, đi hai sải đi đầm, mình đi bờ bên đây mình cũng đâu có sợ gì. Sao sợ, cứ vậy đó. Lâu tại lâu lâu có chiếc tàu lao chạy vô đây. Hai sải mà vô văn chơi lèo bạn đi hai sải dính cá dữ lóc luôn. Chắc chiều mắt trời nè, cá đi lửng dữ lắm. Bữa nay bầu trời quá đẹp tím ghiệm. Ủa. Dành mấy cá này đi, dạo này nó đủ mồi mà ăn mập lùn. Người cá mới chạy ngang sóng đánh. Người chân trắng nữa kìa. Đánh thằng ngô cá sơn chập ba lửa luôn Lộc ơi. Hết hồn cá sơn chứ. Cá sơn nhìn biết nấu luôn. 100k ký. Ồ sóng không xảy ghe cát chạy xa ra mà sóng giờ nó mới tới. Cá sơn khó chịu và cố gai góc không. Nhân dân nó ha, là đi phải hết dây khoảng bảy tập sải á, cũng đắt gì cái xác à. Ở đây mình nghe nói là cá sơn gì là bự lắm, mấy chỗ khác mình nghe nói mấy người ta bình luận ta nói cá sơn chỗ mấy họ nhỏ nhỏ không à. Tại vì không cũng như nhỏ nhỏ dân như mình dân mấy cá xác. Ừ. Cái cá xác á, cái nhỏ nhỏ. Kìa con lao nữa. Hai vợ con Phượng bữa nay đi đâu mà cuốn lưới cá mà dinh chắc nghe xuống tới tăng lễ qua luôn mà. Nãy ông bữa hồi sớm nước mà nước chảy quá trời. Từ xuống dưới hôm nay có hai vợ con cuốn lưới xong thì chạy về chắc nghe cũng nửa lít xăng. Nước nay kéo dài. Ừ, nước bữa nay nó xịn kéo dài. Chắc cũng tầm tháng nữa bắt đầu thả lưới cá thu nước ngọt được à. Biết đâu à. Dám cỡ đâu. Nghe nói đóng đáy cũng vậy cũng khó rồi. Không gặp phép nó khó. Có là gai nghe nó cũng đầu bằng con tay. Lọc hình như đâu có lưới cá thu phải không? Cá thu là mình thả bằng lưới chỉ mà. Ở đây thả mấy cái lưới cước mạnh này nó cắn đứt lưới dần. Cá thu nước ngọt á. Trong vòng thả được có 2 tháng rồi. Rút ra biển. Cá đại gia đó. Nè, ở đó tụi thấy trắng trắng không ơi. Để cái vỏ tạm thì cũng hên đó nha. Hên chứ không trắng ăn cái thau quấy là bỏ luôn. Mấy hồi đó mà đuối luôn. Phải, cái thau câu, 2-3 đường giống á. À, dân câu dữ trời. Ông lẽ ông chim mà. Ừ. Hai thùng dưới cổ lên đó. Trộn nữa kìa hồng đó, lia lịa. Ủa đang con nữa nè ông Lộc ơi. À, nè, tim lên nè, đó, đó, đó. Mày dính cái gì á. Bộ dính lần có cặp cặp đi anh. Vô. Nữa nè. Lên. Đó, mê chưa. Nãy giờ mới thấy được mặt mỗi cái mày dính là gì đó. Vô. Cá nhỏ à, qua cá bự bự mà. Dính chùm nó ba con ít rồi. Tở rồi. Kiếm tiền bún riêu hủ tiếu được. Ồ, sờn quán lớn không thấy luôn trời. Sơn ca. Cái ghèm này của đại ca Lộc mình lâu rồi không sử dụng tới nè. Với hồi đó thật lỡ cái ghèm này không. Chắc giờ ông để ngoài nắng với một làm quán mục không vậy.
mưa nắng mục quá. Như vậy mũ em nghĩ mưa nắng mục. Ừ. Lâu rồi ông sử dụng tới. Hồi đó ông đi gọi là đi qua ngày qua đêm qua tháng là ông đi bằng cái xuồng nhỏ luôn. Ở trên xuồng luôn. Nên thường sử dụng tới. Nãy giờ chưa thấy được cái mì dinh siêu to khổng lồ nữa cho anh ta. Tán đâu còn khoảng ký cái rưỡi còn mới đã. Tính rồi ra lâu rồi mới tài thả lưới cái mì dinh này không thấy ai dính được cái mì trắng là gì luôn trời. Thấy nhớ quá trời á. Kìa lớn hẳn kìa. Ủa cái mì dảnh chà bá luôn. Lụm gẹp toang. Trong những loại xuồng mà mình ở đây mình quay phim nha, cách mà quay mà dạng như là tổng kết cá bạn là cái xuồng của đại ca Lộc là khó quay nhất. Nó dài 1 mét mấy gần 2 mét vậy nè. Tại hồi đó ông thiết kế ông ngủ trên đây luôn nè, bởi vì cái đục nó dài dữ lắm, dài luôn. Cái này chứa đâu khoảng 50 kg cá, review các bạn coi mới dễ thấy, 200 kg. Ngày này ông chở 100 kg cái lăng đó. Phải vậy đó, cái đục ông nó dài quá trời dài mà. Đem xuống dưới ông đặt đó ông ấy cho bà khía với chị bà khía đó. Chở 100 kg đó. Ông quất cũng cả trăm cái gì không giống gì ông thả bè bình thường đó, cái ông đang ấy đó nè, cái dù nhỏ hả. Ừ, thấy còn đâu dưới nữa kìa, lên hàng mẹ dảnh luôn. Vậy cũng nãy nó bị chéo không ơi, bị chéo cái phèn, chéo phèn xếp tụng lên. Ủa mày dinh. Ừ. Mà dinh cũng giòn giòn mà không được bự không. Lía lịa hả. Cỡ cá vậy mới mát tay. Bữa nay bà ba giang hồ có mối nữa rồi. Cá này bà nào trả nữa. Mà chắc ngày mai bà mới nạo á. Giờ này cũng hơi khuya mới về. Về. Ê tìm ra đó, tìm gì lắm đó nha. Trời không phải đâu. Không phải đâu. Kìa. Con giật ai đây, con gì cũng trọng trọng. Con gì cũng bự lắm bạn ơi. Thủ giật sẵn rồi đó. Nguy hiểm cả. Ê, cái gì á? Cái gì vậy? Rồi. Mày dính cái gì vậy? Ừ. Trời trời. Ôi. Ôi. Mày dính bự. Kìa bự lắm, em thấy xác vô que xuồng mà. Mày dính bự. Ừ. Trời ơi. Gỡ đi luôn rồi. Ừ, đưa cái giật rồi. Một đi không trở lại. Uổng thiệt. Bự, bực, 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 bực. Ủa tim nó lên quá trời lên luôn. Tưởng đâu hốt mẹ trắng chà bá chứ. Mẹ đang con nữa nè. Trời ơi tim lên kìa. Mày dảnh cái gì á, trắng trắng luôn. Tưởng đâu bữa nay lập kỳ tích là hốt mè trắng. Trước bên này mình tán nhiều khi con 17kg, 15kg với mình á. Khoảng hơn 3 năm về trước á, mấy con. Đã là bạn cũng lưới cái mà dinh mà lưới 7 vậy nè. Chắc lưới cái mày dinh bây giờ trên xuồng chỉ có mình xuồng ông Lộc là có cái vợt thôi chứ ngoài ra đâu còn ai nữa. Cái mày trắng nó bị tích giang hồ năm gọi năm nay, bởi vì ở đây người ta đi thả lưới mày dinh ta hết đem vợt theo rồi. Chứ hồi lúc trước là thả lúc nào cũng đem cái vợt theo vậy đó. Mấy người không đem vợt hay hay bị sẻ. Mấy người đem vợt sẵn không đồng, vậy mà quăng cái vợt lên bắt đầu là có đồng á. Ừ, nó khổ lắm. Cái gì cũng vậy đó. Làm cái vợt nha, bị sẻ cá đi, về làm cái vợt đem theo đi. Đem không bao giờ có đâm. Nghĩ cũng ngộ rồi chứ. Không có, mà dũng cái vợt lên gọi là có sẻ liền. Đó. Trời ơi, mày dinh chà bá. Đợi chờ nãy giờ nhiêu đó. Mày hả bưởi. Dính mấy con mày dinh bự bự mới nặng ký rồi. Vô. Ngồi dính con bự hơn là mảnh bìa tiếp đó.
Còn nữa không có dễ gì. Kiếm mấy con nào khoảng ký gửi để dành nó động đục á, thứ lên mấy anh em mình lay ra xương xương. Kìa nữa kìa, đó một chùm luôn cái gì vậy, hai con luôn cái sơn nữa. Ủa đã thì trời, hai con cũng dảnh chà bá, cứ tưởng là cái mày dinh không mở vô. Cá sơn ở đây bằng ai dính lưới cũng quải cho, ngược lại cái mặt khác thì họ vẫn thích dính cá sơn nhiều, bán có giá hơn. Ký cái sơn bằng 5 kg cái mày dính mày dảnh bỏ hả? Có cái gai góc không gỡ nó quải lại hư lưới. Đúng rồi, nhiều lúc tự nhiên nó cũng ban tặng có cái nghịch lý, nó có này mắc cái kia thiệt không. Cá nó có giá trị cao thì lại hư lưới. Người mấy anh em mình dân lưới neo cũng vậy, gì dính con sủ còn gì đó là thôi, dính con sủ thôi là bộn tiền á, nhưng mà ngược lại ủi tao nó gách lưới mà lưới mất tiền nữa chứ. Nó đơn giản là như lưới mày dính thì mấy anh em mình thả không 240 m thì thường người ta lưới nó khoảng 2,5 triệu, còn lưới neo 400 m thì đại khái nó khoảng 16 triệu. Không ta phải không, 400 m ừ cái đó đó, khoảng 16 triệu, 400 m là khoảng 16 triệu bạc các bạn. Còn lưới cái mày dinh này 240 m tính ra có 2,5 triệu à. Bởi vì cái gì nó cũng có cái giá đâu, bắt cá sủ có giá trị cao thì đòi hỏi lưới nó phải mắc tiền. Bởi vì mỗi lần mà dân lưới neo mà dính góc ủi hịnh cái gách lỗ lưới đứt từng đôi gột, chưa kể gốc lực kéo không xong. Tính ra mùa lũ tới giờ là đã ca lọc mình nhắm chụm đây. Dân lưới dân một mình lưới neo nha, lưới thì lưới ngắn nhất ở sông Tiền mà dính gốc lực là dính chùm nhất ở sông Tiền. Tính ngờ đầu mùa lũ sao này là ổng dính gốc lần ở đây sông Tiền là ổng dính nhiều nhất đó bạn. Đúng thiệt, dân chơi không sợ mưa rơi được chứ. Những nhỏ con mà làm liều dữ lắm. Bữa đó hả, trên kia kìa, trên mỏ hai kìa. Trên mũi xuồng một góc. Đầu hà hai góc hai bên. Một góc nằm dưới á. Uống đã rồi, cục luôn. Dữ dằn rồi, hết lên nói rồi. Ở đây dần nèo quá nhất là lưới gốc lừng, thà nó dính gốc gì chà bá không sợ bạn. Ủa phát cách lưới rồi vậy xong mấy cái gốc lừng nó vô cái túi lưới kéo từ mặt đất, con nghĩ là cái sông Tiền nó sâu cỡ nào kéo từ mặt đất lên tới mày xuồng, trời ơi đúng quái luôn. Cái sáng sáng dòng kia á, thấy cái đốm sáng nào nó hai cha con bèo á là cá hồng đi đặt trong đó có đó. Không vô cái hối đó cá nhiều quá, trong đó cá vịnh tối dữ lắm, sát bờ cá nhiều. Đó ủ mày vịnh chập ba luôn, vịnh mấy cái vịnh vậy nó mới vô ký chứ, tầm nó 4 con đó lận ký rồi lá nha. Vô con ủa cái vậy, nó manh động thánh thằng ơi mày dinh hả? Ồ một cặp mày dinh mà nó manh động mê thiệt chứ. Thường mày dinh đi có cặp không á, xíu đi đây em có thấy còn tim đó không Lộc? Còn tim đó, còn tôi thấy còn tim mà đó khoai hả? Còn anh thấy tim nó mới lên nè, cá không gỡ lên lâu rồi mà nó mới lên tim chứ không phải con mới gọi đâu. Kìa hai ông đó mày dảnh. Mày dảnh chà bá nữa, cành nông vô. Quả wow, bạn ơi thời tới rồi, bữa nay nó tròn, bữa nay ngon. Mấy con dảnh đi trước nó hơi ướt, hình như còn tim nữa kìa, đó còn nữa còn tim nữa. Đã thì chết đó, còn nữa hồn mê quá bạn ơi. Đó ê, còn bự nữa, còn bự luôn đó, chùm đó
Trời ơi, trời có kỹ vậy? Ê, mày dính bự. Ê. Trời. Còn nữa không? Trời ơi bạn ơi. Trời anh để ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Trời ơi, trời nó đã. Trời ơi nó đã bạn ơi. Quá trời ông Lộc ơi. Trời ơi. Bắt bắt. Trời ơi có nè bạn ơi. Mê quá gần hết phao chạy. Có gần hết lưới hả? Đấy khúc hấp dẫn mình hết rồi. Thằng đấy khúc hấp dẫn còn lại ba uống vào nó hết rồi. Ồ quá cặp mì dinh nó thẩm. Hình như em thấy còn tim dưới nữa nè. Vâng. Còn tim dưới nè. Còn tim là còn cá. Đúng rồi, còn tim là còn cá. Hút chùm. Cái bù lại cái mì dinh nãy xảy chứ. Cái mì dinh bự nãy xảy mình nghĩ cũng cỡ đó mà. Thấy cái đuôi nó lú lên. Bự hơn. Nè, thấy em quơ tay xuống em thấy cái đuôi lú lên. Học ra tính hốt rồi mà nó còn bự hơn. Tại vì nó giật mình nghe luôn là con cá hơi bự. Chỉ cần dính một chục con cá mày dinh nó thôi là thấy bộn tiền rồi. Mấy cá mày dinh bự bự này bán ở đây cũng 50.000 ký rồi. Còn nữa nè, em thấy còn thêm nữa hả? Hồi hộp và chờ đợi con cá gì đây? Dinh hay dảnh? Một dảnh hai mày dinh. Ủa thấy có tim của hàng đó. Ừ có vậy chứ có tim mà. Dảnh bạn ơi. Vô. Bữa nay anh Lộc có chồng cuốn lưới gà bởi vì quay phim bạn hơi khó thấy chút xíu. Lưới nó tấp với cái dải xuồng chứ. Nãy giờ quay phim không phải quay được thấy mình toàn cảnh của mình chứ bạn thấy mấy bạn không tiếu thôi, chồng có mông lên không. Chồng có mông lên để quay phim rồi nó sát cái loại lưới nằm dưới bãi xuồng á. Đây đang kiếm đâu khoảng anh lớn kiếm 6-7 con nữa đây. Còn 2-3 phao hết rồi. Đáng chùm 3 con đó nữa ẩm hỉnh. Sơn. Rồi cái sơn nó vô lưới cũng thấy. Bé bự quá. Vô trong cái trùng lưới nó gom lại. Con hồng lặn bằng bên này trúng à. Nó vô sát bờ giống như. Sơn ca. Còn ổ nữa kìa. Tính ra phía ngoài cái lạch giữa sông dính cá nhiều chứ không Lộc. Ừ. Nãy giờ 6-7 phao này dính quá trời dính. Ba chiều một là mình bủa lắng mà sát bờ bên đây. Hai là mò là mình lắng sát bờ bên kia. Là chúng đậm luôn á. Không biết đâu được. Ừ, cá mắm nó đi đâu biết được. Gần qua thì nó dính chính giữa cái bờ mỏ nữa. Thiệt không? Ừ. Nó xui lắm. Mà ở đây mình thả lưới sát bờ chua lắm mà mua. Có dù ông né được mấy cái bao câu nữa sợ nó cũng hút vô mấy cái dạ mỏ cũng tới một chuyện. Chạy đi cho an toàn. Đi kiểu lần chung chung lưng lửng giữa sông an toàn. Lưới đỏ hư hình nữa. Dảnh. Còn cao dinh trà bá ăn có lú kỳ đó không? Ủa. Bọn nó động quá nó nhét nó rút lại đầu đằng kia hết trơn còn lấy ra mấy con tủng tẳng đó. Ô mày dính vừa dạ. Còn một con mày dảnh tưởng đâu mày dính không trời hết hồn cái dảnh vậy ta anh Lộc cầm cũng không dám cái mày dảnh luôn mê vô. Ui hốt hồ chót này quá trời quá đất. Nhờ chữ khoán cách an toàn à, cách bờ 1-2 lý. Lưới bây giờ mới còn. Phải không? Đúng rồi. Chứ mà ta hư hết trơn. Gần bờ nó quậy mấy xe. Ủa trời ơi bà top. Cái lục như thế nào giờ ông thả mà dính làm dính bao nhiêu ký cá top ông Lộc? Một cái mấy gần 5 ký. Bữa đó cũ là gỡ tiếp luôn. Dính gần 5 ký cái tóp này gỡ điên luôn chứ không chơi bằng này. Cái gần nó gần ngược. Cũ là gỡ tiếp luôn đó, mình gỡ sẽ nói. Như tem lên kìa. Tem. Có tem là có cá. Thấy tiền nó mới lên. Ở
ở đây mình thả lưới nhiều khi cái phèn nó lọt vô tùm lưới, mỗi lần mà phăng cái mặt lưới ra cũng vãi và đậu, phải tìm nó lên tổ ủa dảnh luôn. À, mới đầu dính cá tương đối nhỏ, sau này dính cá bự bự chứ bộ, cá có chất lượng nặng ký. Trời ơi, còn phao nữa, hết rồi, mau quá bạn ơi. Cá dính mềm mau hết quá, nó màu xanh hết rồi nè. Còn phao nữa hả? Phao mình kiếm 2-3 con nữa, còn đưa chuột thằng thánh nữa chị. Đi bọn nó hết rồi. Phải thải quốc chùm đó. Ồ, dính còn nữa kìa. Ồ. Còn dưới như mì dinh. Ôi ngồi ngồi phê không? Đã không? Đã không? Vậy cũng còn tim chứ bộ. Chỉ tiêu 3 con đó, quất khoát 2 con này rồi. Còn có đôi chuột nữa chị. Mấy mì dinh là nó manh động hơn cái rảnh nhiều luôn. Vô. Đó, hết lưới rồi, cái đôi chuột thằng thánh nè. Thôi hấp qua cho đây. Còn cái đồ chuột kìa ông. Nè bắt đầu lên nè. Lụm con 2 con nữa rồi. 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 Cái chuột này hết thằng thánh rồi bạn ơi. Chết quá. Chuột này bị cục đuôi. Cái chuột này bị cục đuôi rồi. Đẩy đục lại thôi. Mấy cái gì nó phóng dữ lắm. Cái gì vậy? Giờ thu dọn chiến trường. Ô chu cha. Công nhận lỏng tính dữ trời. Lúc thả lưới cũng ngang bè cũ sủ, lúc về cũng ngang bè cũ sủ luôn. Đỡ tốn tiền xăng. Nước giờ đưa ngược vòng lại mà, bây giờ cái xuồng cho ngược lên trên đây. Ngay chăng cái điểm mà nãy sức bến để thả lưới á. Công đôi chuyện à. Ôi về thôi. Ủa bữa nay chắc bữa nay em nghĩ chắc không dưới 6 kg đâu. Hả? Bữa nay đâu dưới 6 kg. Sao kg là vô tư đó. Nọ dính mấy cái mì dinh bự không cũng tính ra hết cái mì dinh không cũng hơn 2 kg chắc. Đó hai vợ con của bèo đó. Ông đang cuốn lưới luôn. Cái có bạn hay khó thấy cái đốm đèn trắng trắng đó đó. Cũng ra cho bèo lắm, cũng phải là 6 kg là bèo ăn thì cho 6 kg đi, 6 kg thì cũng được 120.000. Ồ. 6 tô hủ tiếu. Kiếm tiền ăn sáng đâu được. Bởi vì người dân đây bào á mới ra không được nước dân lưới neo thì dân lưới cá mì chinh, lưới cá xá, lưới bao bè, nói chung là làm đủ thứ hết bạn ơi. Tại cái dân câu bây giờ dạng như là không tép tùng, không có tôm lóng đâu nhiều chứ không có dân câu luôn. Tôm gà mình đợi ông Tám hoài mà dân câu mà chưa có tép thì săn lùng quá trời luôn, không có tép để dân câu. Ồ, quá trời lục bình nó tấp vô đây rồi. Cần có gió bắc cái là thôi nó tấp vô đây bít chịch vậy nó còn đỡ đó nha, có bữa là chạy xuồng hết được luôn mà nó bít chịch cái đó đó. Ừ chứ không biết bà sư mẫu bên nào có dân lưới cái xác không, bảo mà dân lưới cái xác gặp với cái đám lục bình này thôi rồi tới một chuyện luôn. Trời ơi dân cái bè chỗ ông đậu của xuồng nó quá trời luôn, lục bình luôn lọc ơi. Lục bình như nó gom ra đây quá trời mới đắt. Ừ ha, nó chừa được vô. Chờ được lỗ vô à. Thôi anh kìa.
Rồi sẵn đây mình cũng quay thành quả luôn. Cá đục của đại cá lóc nó dài lắm, quay thành quả nó hơi khó khăn xíu, bạn thông cảm nha. Nó dài quá trời dài. Đây đừng nè, đây cây dảnh nè. Đó nó phóng ra không có mà nhìn. Coi nè cá đục nè. Thằng cá đục nó dài. Nó gom đằng đây nhiều nè bạn. Ủa cái mà nhìn con nào nó cạnh nông con đá thì chết. Con này nè, cho bá. Ủa cái mà dảnh nó bự kìa. Này hơn 6 kg xiện, cá bự bự không. Cái dảnh này đã tủng tẳng dinh nữa nè. Ủa nó phóng rồi, có mà dinh. Mấy bà mà dinh thì nó manh động nhất. Do cô ba gì dữ rồi. Nên đây cái lọc rộng trong đục nè. Cái gì sáng mới bắt ra cho cô ba bà nào trả. Ủa nhát lục lại hả? Xả ra thêm cho nó sống. Sáng mà ba lên bà là căng ký bạo. Lý chứ bộ. Hả? Có lý chứ bộ. Đâu dưới 6 kg đâu. Nội mà gom gom mấy cái dinh này em nghĩ cũng hơn 2 kg rồi. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Bữa nay ngon lành cạnh tranh bạn ơi. Để bà phát cái bà hai cốc cán biết được nào. Ba cốc cán. Ấy giờ trời. À, dạ bạn nha, hẹn bạn clip sau nha. Đâu nào có dịp thì mấy anh em mình sẽ đi bào tiếp.